OK, imperishable history của Akemi Yume. Cái gì? Vẫn thế rồi. The fuck am I doing? OK, thử vào đường này xem nào. Hello. What? What? Mình cứ sợ là script này với lại script trước sẽ có câu chuyện giống nhau. Đến cái này được. Cái này giống extra hơn là final ấy. À, đạn to đùng, đạn to đùng. Reread to history. What? OK. Yeah, mình tập trung vào được. Mình làm việc không đúng à? What? Mình thế không khó cái này ra. Mình cứ nơi di chuyển. Oh no. Mày lấy đạn nó đi một cỡ không được. Homing please. À homing. Ôi không, Megumu. Megumu còn tệ hơn. Kiểu gì ấy, nãy giờ ta mấy cái chậm nhưng mà khó phản ứng. Bro.
What do you know? Pompey á. Oh. How? Đáng lẽ phải đi chuyển lên. Yeah, không thể ở dưới được. Đấy, tự sẽ chuyển xuống này. Mẹ, cái trước chưa xong một cái dưới đã bắn rồi. À, thế này nghe. Nào, đâu đến mức ấy. Một quầy giờ thì đến mức ấy đấy. Nó thực sự bắt mình di chuyển. Oh, thôi đây chịu. Thật luôn. Đạn chậm rồi mẹ. Mirror. Mirror cái đi. À. Ê, quẩy quất. Nãy không chết. Ồ. Oh. À. Làm sao mà kịp. Cái này bị kịch sữa không? Mày có hết này. Well, that's something, I guess. Nhưng ta vẫn có Manisa. What?
Dập. Dạo này chậm quá, không làm thế cả. Này ra thử nghiệm nào. Mình tưởng mới xử lý rồi. Oh no, mình tập chết. The fuck? How? Chơi đùa hitbox người chơi cái này à? Mình thực sự không hiểu làm sao để mình không bắn được lại gần là được à? Chỉ cần lại gần vẫn đỡ nguy hiểm hơn bên dưới. Dài mẹ, cái nó dài của mẹ thôi, chẳng hết đường đâu. Sáng tạo thì sáng tạo thôi, mình không muốn đánh giá cao này lắm. Cái này giống cái Squid Nitoji Azure Kappa gì đó. Đừng Azure Kappa nó còn làm được, còn chơi được. Cái này kiểu gì đấy, chỗ đây mẹ. Ok, đây lỗi của mình. How? Cái thùng này ấy. Nào thuật quay vào. Chơi Marisa còn tệ hơn. Em bắn được luôn đấy. Cái nó này. Mình thề nó cố tình
cái này cũng đéo nhận ra cơ. Sao cái này? Hai kịch bản này có vấn đề quá khó. Có khi luyện tập từng cái một đây mình không hy vọng cao. Vậy người ta sẽ không khám lại Kene nữa. Thank you.